cháu này cắt tóc của gì nhỉ? My name is Lewandowski. À, thằng Lewandowski nó nói gì ông cháu? Ôi giời ông chú, thằng này người Ba Lan mà. Người Ba Lan à? Chuẩn luôn ông chú. Hình như trong thằng này quen, hình như nó là cầu thủ số 1 người Ba Lan đúng không? Chuẩn luôn. Thằng này đá hai chân đi như một, đi giày size 42 ở đội tuyển Ba Lan đúng không? Thế nó có nguyện vọng cắt tóc của gì ông cháu? Hôm nay thằng Lewandowski này nó sang ông chú. Nó xem TikTok của ông chú đấy. Xem ở bên hàng Ba Lan à? TikTok chú sang Ba Lan. Nó bay hôm qua nó bay về đây mà ông chú. À, hôm nay nó định chơi cầu tóc gì ông cháu? Cháy nhất Việt Nam rồi. Làm quả cháy nhất Việt Nam à? Đúng rồi. Ok ok. 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 Ký ra ngoài nó có cho xin chữ ký không chú ạ? Ok. Chiến luôn. Lewandowski không chú ạ? Lewandowski ok vào việc luôn. Đây nhá, đang làm quả cháy phố cho Lewandowski nhá. Ông cháu nhá. Ok. Ok nhá. Ok ok. Ok tí nữa. Dậy đi ông cháu ơi. Ấy chết ông chú, thằng này cầu thủ Ba Lan mà. Ở Ba Lan nhỉ? Hey, Doki. Ôi. Ôi. No 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 no. Nó bảo gì đấy? Nó đang chửi ông chú đấy. Nó bảo sao? Fuck you. Nó bảo sao? Ông chú nhuộm màu da này nó đá bóng nó được. À, nó thích màu gì? Ông chú chơi ngay cho nó màu xám khói đi. Ok ok. Ok ok. Where are you? Dậy đi ông cháu ơi. Ô ông chú này, nó bỏ thằng này người Ba Lan mà. Ờ nhờ thằng này Ba Lan nhờ. Lewandowski. À Lewandowski, rồi rồi thằng này đá rất là hay luôn. Để cháu gọi dậy cho. Ờ ông cháu gọi. Hey Lewandowski. Oh very good. Đẹp quá đẹp quá. Nó là gì đấy? Ui nó có quả đầu này cháy nhất luôn ông chú ạ. À nó ông kìa. Đang khen ông chú đấy. À nó khen à. Tí nó bỏ ông chú mấy trăm luôn. Mấy trăm? Tầm 500-600 đô. Ok ok, thank you. Thank you, thank you. Chú cắt cho quả đầu này nó cháy về bay Mulik nó đá C1. À đúng rồi, chuẩn bị C1 mà. Thằng này tiền đạo Mulik, bay Mulik. Bay Mulik luôn ông chú. Bay Mulik. Bay A nó đá bay Mulik nhờ. Thằng này tiền đạo tấn công đúng không? Thằng này tiền đạo cắm luôn ông chú. Ok ok, bảo nó thank you. Bảo nó thank you, chào chú thank you. Thank you. Ok ok. Thank you. 500 đô. Ok luôn. Ok thì cho mày 100 đô. Ok mày luôn. Mày dẫn toàn cầu thủ bóng đá nổi tiếng đến chúng ta. Cháu quen từ hôm nay đến giờ mấy cầu thủ rồi đấy. Thôi chú cảm ơn nhá. Ok chú nhá. Thì lấy tiền cho chú xong mày mang chú cho mày 100 đô. Ok 100 đô của chú. Ok. Mời mời. Sorry.